Xin chào tất cả anh em nha. Giờ em sẽ hướng dẫn mọi người là cách rip CD từ những cái bài hát định dạng là đĩa CD. Bây giờ mọi người sẽ cho đĩa vào và mở thiết bị PC lên. Đây ha. Đó. Người sẽ ấn vào. Đó, ở đây có 20 bài track. 20 bài track này là nó có size là 1 KB thôi. Đó, dung lượng này có 1 KB thôi. Nhưng mà mở lên thì được nha. Mọi người có thể copy qua nhưng mà nó sẽ không hát được đâu. Đó. Mọi người để làm được điều này á thì anh em sẽ vào Windows Media Player. Đây ha. Đó, mọi người sẽ chọn đúng định dạng của nó ha. Cái đây, cái điểm nó đây. Bây giờ mọi người muốn rip CD là ấn nút ở chỗ này nha. Đó, mọi người có thể ấn nút rip CD chỗ này và nó sẽ rip cho đến khi mà nó đến hết cái bài này. Lưu ý là mọi người không nên bỏ đĩa ra trước khi là nó đang chạy nha. Và những bài hát này nó sẽ rip CD, nó sẽ lưu ở đâu thì mọi người có thể vào đây chọn music này này. Đó, ở đây có thư mục rain tracking này đây. Đó, đây đưa hiện tại có một bài đây rồi. Đó, mọi người có thể kiểm tra tại đây hoặc là mọi người có thể chờ cho đến khi cho nó ripping đến hết cái màu xanh này. Đó, nhạc thì vẫn mở mở được nha mọi người. Đó, mở được để nghe thôi. Rồi bây giờ mọi người sẽ kiểm tra nha. Kiểm tra ấn cái nút phần music này này. Sau đó thì anh em chọn cái mục mà mình vừa rip CD xong á. Đó. Nó rất là nhiều, hai chục bài ha. Này của Modern Talking. Giờ mọi người nghe thử nha. Tùy mọi người muốn nghe bao nhiêu thì cứ copy qua đây. Bây giờ là nó đã lưu ở đây thì anh em có thể vào music hoặc là để nguyên như vậy cũng được. Đó, bây giờ mình sẽ copy. Rồi đây, cái USB mình đây. Cộng là có 20 bài, 20 bài là 67,3 MB. Rồi. Rồi, chào anh em nhé.